Ok, hello, chào mừng anh em trở lại với phân tích điểm đánh vệ sinh phiên mùng 5 tháng 10 và cái kịch bản cho phiên mùng 6 tháng 10 nhé. Phiên ngày hôm nay là phiên tiếp tục vệ sinh quay trở lại đà giảm, đúng không? Thực ra thì nó có một cái tín hiệu gãy kênh ngày hôm qua rồi và ngày hôm nay là tái phân phối. Cũng view là câu chuyện nó sẽ tạo một cái biên TR rộng ở trên vùng này và cái kịch bản đạp về vùng đáy này là một kịch bản không hoàn toàn bất ngờ. Tuy nhiên là ngày hôm nay mình không bắt được cái lệnh sọt ở cuối phiên, tại vì mình view là nó sẽ hồi phục lên đây mình mới sọt vùng 38, đúng không? Tuy nhiên là ban sáng và cái phiên chiều, đúng không? Sáng và chiều đều view rất lét rồi, những cái điểm mà có thể có những nhịp hồi. Tuy nhiên là cái nhịp cuối phiên là mình sẽ không được cầm long qua đêm và không được cầm long và ADC, đúng không? Và cũng không nên sọt đuổi. Thực ra cái đoạn cuối phiên nó không rõ ràng, mặc dù lực bán rất mạnh, nó không có cầu. Thực ra thì lực bán không quá mạnh nhưng mà không có cầu ha. Rồi mình cùng đi phân tích cái điểm đánh phiên ngày hôm nay. Hôm nay xuất hiện rất rất nhiều điểm đánh và đều là những cái điểm đánh đẹp nhá. Thực ra thì cũng khó, câu chuyện là nó cũng không phải là dễ dàng đối với anh em mà không học phân tích thuật. Tuy nhiên là nó cũng tương đối theo bài thôi ha. Đầu tiên anh em có thể thấy là mình có một con sóng tăng từ vùng 16 lên, thì rõ ràng đây là một con sóng tăng của M1, đúng không? Sóng tăng M1 và nó đã có chốc tăng nó nằm đây. Thì câu chuyện bây giờ nếu như mà giá nó test về ở đây nó đánh lên trên vùng đúng vùng đỉnh cũ, đúng không? Nó có chốc tăng rồi, vậy một con sóng đẩy mà mình đo xem là một con sóng đẩy yếu hay một con sóng đẩy mạnh nó nằm ở đây, thì rõ ràng ở đây nó chưa vượt qua được cái vùng này, nó là một con sóng yếu. Sóng yếu thì hoàn toàn cái câu chuyện là nó phải về cái cực trị này và nó sẽ có phản ứng ở những vùng 0.618 và 0.5. đấy là những vùng nó sẽ có hồi nhá, những vùng nó sẽ có hồi, nên là những cái vùng đấy là mình sọt, mình sẽ chốt và mình sẽ chờ tạo TR mới, đúng không? Thì đây anh em thấy là nó cho mình một cái nhịp mà nó về 0.5, 0.618 chính là vùng 24x cuối phiên đấy, 24-25 ấy, và một cái vùng đó chính là vùng 0.5 quanh ở vùng này, OB ở đây. Thì rõ ràng cái vùng này là vùng mình có thể đánh long một nhịp long lên. Vùng này cuối phiên mình có thể đánh long lên mà cuối phiên thôi, không cầm qua đêm, đúng không ạ? Cuối phiên mình có thể một nhịp hồi bật lên, nó có bật lên vùng 5 điểm đấy. Đó chính là những cái vùng mình tham minh mình có thể chơi nhá. Trong cái quá trình đi xuống thì anh em có thể thấy là nó cho mình một cái nhịp mà nó đánh lên vùng 0.5. Đoạn này mình đang view là lên 0.618, sau đó có MPL làm đấy này, thì mình sọt xuống, tuy nhiên là nó không lên được, rất là tiếc là không lên được. Mình có bắt long ở đây, đúng không? Lên đây mình sọt xuống nhưng mà tiếc là không được. Không sao cả, hôm nay mình có anh em zoom tiếp tục ăn thôi. Đầu tiên là buổi sáng mình có một lệnh long, một lệnh sọt tiếp tục ở cái vùng 35.36. Lý do sọt ở đây, khi mà giá nó test về thằng IMA10 thì cứ khi nào có von sọt lỗ gãy qua mạnh, giá hồi lên IMA10 sọt, sau khi fake qua có một cái tín hiệu upturn sọt, đó chính là cái mà bài đánh của mình. Thứ hai là anh em có thể thấy là ở đây nó có quét liquid rồi. Thế hôm nay mình không để ý là ở đây nó đã quét liquid rồi, hôm nay mình muốn là nó quét tiếp thằng này cơ. Đây nó rõ ràng là QML nó nằm đây luôn rồi, đúng không? Thì đoạn cuối phiên nó có đảo chiều thì lẽ ra cái nhịp mà sọt này hoàn toàn bắt được. Tuy nhiên là mình không chơi nhịp sọt ở đây. Đây đoạn đầu phiên anh em có thể là thấy là đây mình có một lệnh sọt đây. Lý do tại sao sọt, thứ nhất là nó có IMA10, thứ hai là có inside bar nằm đây này, đúng không? Inside bar nằm đây thì cứ có inside bar hoặc lên khi test vùng cung mà có em phinh anh em có thể sọt xuống tiếp. Sọt xuống tiếp thì mục tiêu của mình xuống 31x thôi. Đầu phiên sáng thì có hai vùng là vùng 31x. Thì chính là vùng này này, nó có QML nằm đây này. Đấy, nó chỉ đánh quanh vùng này thôi. Cộng với OB ở đây. Đó, sau khi có OB ở đây thì mình cho một lệnh long ở vùng này. Sau khi mà giá nó đánh quanh ở cái vùng này này, có báo mọi người là nó sẽ giảm tiếp và anh em có thể sọt xuống tiếp. Thì có một lệnh long ở đây. Lệnh long ở đây thì TP chỉ lên trên vùng 3233. Là mình đã phải quản trị vốn, mình chốt lời rồi. Những cái vùng này rõ ràng QML mình có thể chốt lời. Những cái lệnh mà anh em có thể long tiếp diện ở vùng 31.x ở đây cũng phải quản trị vốn trên này. Tuy nhiên là mình có một cái nhịp mà mình view nó có một cái QML nằm ở trên vùng 37x, 38 mà có MPL ở đây này. Đây này, cái này này
là đang view một nhịp nó lên trên này. Đó, nó lên trên này, sau đó thì mình đánh sập xuống. Tuy nhiên là giá nó không 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 vượt được và nó gãy kênh ở đây. Tuy nhiên là sau đó thì liên tục nó có test ở những vùng này thì đều là cho những vùng long hồ nhé. Tuy nhiên anh em nhớ một điều quan trọng này, khi mà giá về những vùng vùng OB nó sẽ phản ứng lần đầu tiên thôi, lần thứ hai nó test về, nhưng mà lần thứ hai, lần thứ ba khi mà test về thì không bao giờ được nhảy vào long nữa, chỉ long lần đầu tiên thôi. Ví dụ là ok, câu chuyện là tôi có một vùng cung có mạnh ở đây, vùng một vùng đỉnh này cũ, thì chỉ bắt khi mà nó về lần đầu tiên thôi, và khi nó giá hồi phục vòn nhỏ thì mình chốt lời, hồi mà có vòn lớn có chốc thì mình hold. Thì đây là cái câu chuyện là mình phải đánh đánh quản trị vốn được khi mà mình bắt ở những vùng cung cầu mạnh. Dụ ở đây anh em có thể short, tại sao short được, đó short ở đây được một lần thôi, hai lần thôi, lần thứ ba quét ở đây này, quét qua đấy, nó fake qua này, ở đây cũng vậy, ở những vùng này được một lần đúng không, hai lần đúng không, thì lần thứ ba nó về đây, một lần nó về này, một lần này, hai lần này, hồi vốn nhỏ nhá, phải bán. Ở đây có gì, một lần một hồi vốn to, hold đúng không, là hold hold lên đây, ở đây hồi vốn nhỏ bán. Đây là cái chiến lược của mình nhá. Ví dụ ở đây anh em thấy khi nó test về hồi vốn nhỏ đúng không, hồi vốn nhỏ, vốn bán vẫn khỏe mạnh hơn này, hồi vốn nhỏ, hồi vốn thấp dần, thì rõ ràng cái câu chuyện là phải phải chốt lời. Đó thì cuối phiên có báo mọi người ai mà lo cái vùng 24 25 này thì phải chốt lời khi giá hồi đi, và mình đừng tham và không cầm được đúng không? Rõ ràng là một cái nhịp mà giá tiếp tục bám theo EMA 10 15 và đi xuống. Như vậy nếu như mà xét đúng ra ngày hôm nay có những cái điểm 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 chơi như sau này. Ở đây mình có một cái vùng sọt ở đây. Ok chưa? Nếu như đánh theo một cái tín hiệu của confirm giá thì đây mình có một cái nhịp fake. Đây mình có thể long tại OB đây, long ở OB đây, long OB. Và nếu như đánh chuẩn chỉ ngày hôm nay là có một cái tín hiệu short nó nằm đây, cây này này, khi mà test về gãy kênh nhá, gãy kênh von to, test lại von nhỏ này, test von nhỏ EMA 10 15 short 3x, stop loss 35x đi xuống, có những vùng short nhồi ở vùng 28x, chính là những vùng mà ai ai mà long, ai mà long ở OB ở dưới này này là phải chốt lời ở vùng này EMA 10 15, giá vẫn đóng ở bên dưới đúng không? Quay lại con M15 của mình, anh em có thể thấy là ở đây mình có một cái vùng OB nằm đây đúng không nào? Một vùng, một cái inside 3 mà có FVG nó nằm ở đây, thì rõ ràng ở đây nó tạo ra mình một cái vùng liquidity nằm đây này, thì nó phá qua rồi, và ở đây em thấy nó có phản ứng không? Ok, em nhìn thấy nó có phản ứng đúng không ạ? Đây nhìn có phản ứng, nó hồi phục lên này, nhưng mà nó chỉ hồi phục, nhớ là ở đây mình có một con OB nó nằm ở đây và nó phản ứng một lần, nó phá qua rồi, thì cái vùng 28x chính là LPSI cho mình xỏ xuống tiếp, cũng chính nhá, cũng chính là cái vùng mà anh em đang ngồi phải chốt. Thì đây đoạn đoạn cuối phiên là em có báo mọi người là thôi lên chốt nghỉ đúng không ạ? Chốt nghỉ và đứng ngoài giữ lãi ngày hôm nay. Chứ còn nếu như một câu chuyện mà đánh theo đúng cấu trúc là phải sọt xuống ở những vùng LPSI ở đây, test về sọt đúng không nào, đoạn này test về đây có thể sọt, từ đoạn này có thể là đang đang có hai kịch bản đây nha. Ở đây thì mình có thể hoàn toàn có thể một nhịp mà cầu vào nó đánh được đi lên tiếp, có support đi lên lên vùng 38 39 xong mới đảo chiều xuống, cũng có thể là nó rơi xuống, nhưng mà cái câu chuyện nó test lần hai đóng đến qua không được long ở đây, có báo mọi người đấy, anh em nào mà long ở đây thì đóng hết lãi ở 29 đi đúng không ạ, đừng nhảy vào long nữa thì giá nó sẽ phải quét xuống đấy, khi mà test về không được rơi xuống tiếp. Thì đây là cái cách của mình. Đó, phiên ngày hôm nay thì mình có cũng nhận định là cái vùng 38 mình nhảy vào short, tuy nhiên là không không thành công cho Zoom Chen đúng không ạ? Em vừa thấy là cái nhịp nhận định đầu phiên cái chiến lược plan là M15 đã quay trở lại cái xu hướng test ở biên dưới, có nghĩa là nó có một cái xu hướng nó sẽ test lại ở biên dưới là vùng, và nó sẽ sideways ở biên rộng là vùng 20 đến 40. Cái vùng 13 15 là cái vùng mình sẽ canh nó test về mình có thể long lên.
và một cái vùng long nữa là vùng 00 đến 97. Lý do câu chuyện là nó sẽ phải, nó có thiên hướng nhiều hơn, nó sẽ chạy về vùng này đó. Tuy nhiên là cái vùng mà sọt tiếp diễn ấy, thì là vùng 35 36 theo scalp thôi, chứ còn vùng đẹp nhất của mình vẫn là vùng 38 40, nhưng mà hôm nay nó không về đấy để cho mình sọt tiếp diễn đúng không nào. Nhưng mà cái view sọt thì mình vẫn view là sọt về về vùng vùng bên dưới, ít nhất là cái vùng 24 25 ấy, mà buổi chiều nó có cái lực đỡ đấy, 24 25 đó. Và cái vùng 40 43 vẫn là vùng mà lên trên đấy là mình sẽ phải sọt xuống đó. Sóng chính của tháng này vẫn là sóng sọt nhá. Rồi quay trở lại cái zoom zoom scalp ngắn thì rõ ràng cái câu chuyện buổi sáng là cái nhịp mà anh em có thể sọt ở cái vùng 35 35x 37 đúng không? Cái vùng 35x đấy. Và có thể chốt lời bớt ở vùng 30 31. Và cái nhịp mà chốt chốt lời các lệnh long ở 34 35. Và sẽ có hai cái vùng sau. Thứ nhất là mình sẽ canh sọt ở vùng 38 và canh long lại ở vùng 28x ở cái thời điểm phiên sáng đấy. Đây là 10 giờ sáng đã báo mọi người. 10 giờ sáng đúng không ạ? Thì đây 10 rưỡi nó về vùng 28 mình canh long lên, canh long lên, đây có một nhịp long lên đấy. Thì lý do tại vì khi mà nó đã tạo cho mình một cái TR 31 35 rồi thì hoàn toàn nó có thể một nhịp mà nó quét thanh khoản nó xuống vùng 28 thì mình có thể mình sọt về vùng 28 hoặc là chờ giá lên vùng 38 mình sọt xuống, hoặc là sọt về vùng 28 xong rồi mình sẽ đánh long lên. Giá chạm vùng nào thì mình sẽ đánh ở vùng đấy cho cái phiên sáng đã ha. Đó thì có những lệnh buổi sáng mình đã tích điểm khoảng tầm được mười mấy điểm rồi đúng không? Thì phiên chiều mình hoàn toàn có thể đánh ở những nhịp. Đây buổi chiều mình có một lệnh long ở vùng vùng 29-30, tuy nhiên mình chốt ở vùng 32. Một cái vùng nữa là vùng nhận định mọi người là cái nhịp mà nó phiên chiều đấy, nó rơi về vùng 24-25 thì có OBM15. Cái vùng này thì mọi người không nên sọt đuổi vùng 24 nữa, mà đây có thể là những nhịp mà có long hồi. Tuy nhiên là long hồi mà nếu như thủng vùng 23 thì bỏ, còn nếu như mà giá hồi bật lên thì chủ động chốt lời, thì mọi người chủ động chốt lời đi, và giá rỗng rất dễ là nó sẽ thủng xuống. Phiên lay view đảo sọt ở vùng 38, tuy nhiên là giá chỉ đẩy lên vùng 36 đúng không? Rất là tiếc. Tuy nhiên là mình sẽ bắt được một lệnh sọt 35 về 28 và một lệnh long từ 28 lên 33 35 rồi. Ngày hôm nay là một phiên mà VN Index test, thực ra thì test test nhưng mà thiếu cầu không vào đỡ, cung ra rất nhỏ nên là test đáy, nhưng mà cung cung nhỏ thôi chứ không phải là cung lớn, nhưng mà không có cầu nên là giá lại trôi xuống, nên ngày mai khả năng cao thì rơi tiếp đúng không? Thì rõ ràng câu chuyện là index ngày hôm nay thanh khoản rất nhỏ phiên sáng, thanh khoản gần 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 như là nhỏ nhất, cao hơn phiên ngày hôm trước một chút đó. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay nó thời đến cái thời điểm gần sang phiên chiều ấy, nó là một phiên mà thanh khoản rất rất nhỏ. Tuy nhiên là cầu không có, nên là một lượng cung nhỏ là làm giá nó giảm xuống rồi, thì ở đây cũng nghĩa là thiếu cầu. Đoạn này là cung nhỏ mà giá giảm, vậy là thiếu cầu. Nếu như ngày hôm nay mà cung cầu mà đỡ được thì nó sẽ test cầu lại ở trên này. Tuy nhiên là cầu không đỡ được thì rất khó ngày mai nó test ở đây. Thì ngày mai nó sẽ có xung lực nó giảm xuống tiếp. Có thể là không phải là vùng vùng 108x, 1080, mà có thể nó test cái đường trên line này. Đó thì khi mà giá nó chạm đường trên line này quanh quanh vùng 95, 90, 95 là mình sẽ có thể đánh một lệnh long lên đây. Đó, sau đó thì có thể nó một phiên test về vùng này thì nó mới có thể nó tạo một cái đáy nó hồi khoảng đôi ba tuần. Đấy. Thì đoạn này thì phiên ngày mai rất có thể là nó sẽ tiếp tục đà giảm. Như vậy là ngày mai thì mình sẽ ưu tiên canh hồi để sọt. Quay trở lại con M15. Đó, thì mình tham mình ở những cái vùng này. Thế mình sẽ phải đi phân tích qua một vài con cơ sở đó. Cơ sở thì sáng nay em đã cho anh em chốt lời rồi, chốt lời bớt những cái con mà xanh đúng không, tài khoản xanh như làm tiền liền BAF ở trên cái vùng 28x này. PVT thì vẫn hold được nhá, dòng chứng khoán mình duy nhất cái con này mình có thể hold được lên vùng 75, vẫn hold. SL vùng vùng này chặn lãi vùng 54, tại vì con này mình đánh từ từ vùng này mặc dù là hold rất là mệt. Con này đánh từ cây này nhưng mà rõ ràng cấu trúc của nó là cấu trúc tăng và mình cũng được hơn 20% rồi. Tuy nhiên là so với những dòng khác thì rõ ràng con này nó chạy ở đây nó giờ tầm hơn 2 tháng 3. Đúng không? Hơn 2 tháng, gần 3 3 tháng rồi nó mới ăn được hai mấy phần trăm, nhưng mà cấu trúc của nó thì vẫn có thể hold được lên vùng 75. Thì mình vẫn lên là nắm giữ thôi. Nếu như ai có hàng nắm giữ lên trên vùng 7x. Có những cái con ngày mai hàng về mà SHS chẳng hạn,
mà hôm trước có báo là nếu như ai chơi mà có thể chơi tỷ trọng nhỏ ở đấy thì ngày mai mà hàng về thì có lãi bán thôi, cứ có lãi là bán hoặc cái là giảm vốn. Còn lại như EDC ngày hôm nay cũng báo mọi người là 47x, mọi người chốt lời ra tại vì em cho bắt ở những vùng 43 45 thì chốt bớt và hại là giảm vốn, tại vì cầu không có cơ sở đạp thì những con thực ra thì nó vẫn là dòng khỏe và mình đang chờ đợi một cái cấu trúc của nó là cái cấu trúc trong kênh cái lên này và có một cái kỳ von khoảng 8 triệu 9 triệu vôn nó đánh về như thế này. Còn này thì mình sẽ chờ gia tăng ở những cái điểm đẹp hơn nhé. Còn nếu như câu chuyện index mà nó rũ về như này thì chờ nó quay lại thì hãng chơi. À, thanh khoản tăng dần và index nó tạo một cái vùng đáy đi sideways là con này mình có thể chơi EDC nhé. Cái con EDC này là con mà mình sẽ tập trung quan sát cho em thêm, có thể gia tăng sau nhưng mà cũng lên chút lời bớt đi, đoạn này có lãi về tới cộng là ok rồi. À, ngay từ đầu phiên sáng thì mình có nhận định với anh em rồi từ rất rất nhiều những phiên ngày hôm trước thôi, cho em xử lý hàng và chốt lời bớt BAF này, BAF cả cổ phiếu BAF thì có thể thấy là sau 3 phiên test thì mình lên chốt 70% lãi tại vì đã bắt ở 21, phần còn lại mình chặn lãi ở 21 21x đó. PVT vậy những cái vùng giá 28 thì mình có thể chốt chốt 3 phần đi, nếu mà rơi về lại vùng cơ sở xấu rơi lại về vùng 2 23x thì mình tham gia chơi thôi chứ 25x cũng chưa chắc mình quay lại mình chơi con này. Những con như L14 là mình phải chốt đi tại vì bất động sản nó yếu không phải như bọn khu công nghiệp đâu anh em nhé. Khu công nghiệp thì nó khỏe hơn chút, EDC mình cũng xanh thì mình cũng lên chốt bớt và có thể hạ là giảm vốn. VGT vậy nhé, 13.x nó canh chốt bớt, nó chỉ cover lại hàng ở bên dưới thôi. Làm từ liêm đấy vậy chốt 70% hàng ngay đầu đầu phiên sáng em đã view 9:06 đã view mọi người lên chốt ở 28.x, có thể cover lại vùng 25.x 26, tuy nhiên là cái vùng này mình sẽ đánh tỷ trọng rất, rất nhỏ thôi và SL với thủng 25 coi như mình đánh một tỷ trọng nhỏ vui thôi chứ giai đoạn này mình phải chờ một phiên tạo đáy bùng nổ theo đà. Đối với thị trường này có khi mình phải mất khoảng tầm 1-2 tháng thì mới có dòng dẫn quay trở lại nên mình vẫn ưu tiên mình chờ đợi thôi. Thì rõ ràng thị trường ngày hôm nay thì đang thiếu cầu đúng không ạ, còn chỉ cần đạp nhẹ ATO ngày mai thì rất dễ thủng đáy, nên là cái trường hợp mà mình canh mình giữ lãi ở những con cổ phiếu khỏe của mình, còn đa phần là mình vẫn giữ tiền mặt mà mình sẽ chờ xác nhận tạo đáy ha. Ok, đối với phái sinh ngày mai thì mình sẽ tiếp tục ưu tiên canh hồi sọt, canh hồi sọt nó sẽ test test lại vùng đáy đó chính là vùng 10, 12 15x có thể những nhịp hồi, sau đó nếu như mà giá nó hồi lên trên vùng vùng 24 25 mình có thể sọt xuống. Có những vùng RSI như vùng vùng này này, vùng 32 này, rõ ràng một cái con M15 nó cho mình một cái cụm cụm OB nằm đây này thì rõ ràng lên trên đây là có thể chơi những lệnh sọt chen tiếp diễn xuống. Thì chen sọt ngày mai mình có thể mình sọt ở vùng 24 26 và vùng 30 32 đi xuống nha. Một cái vùng có hồi ở scalp có thể là vùng 13 15x nếu như ATO không xây dựng ngoài thì có thể hồi ở đây. Một cái vùng tiếp theo là mình sẽ chốt dần vị thế đó chính là sọt và có thể canh đảo chiều long ở chính là vùng 00. Vùng 00 đúng không ạ? Vùng 00. Đây vùng vùng tâm lý đúng không? Thì đây chính là những vùng mà có thể nó sẽ đạp ở đây. Thì mình có hai cái vùng sọt vùng 24 26. Vùng này là vùng Philip Zone của M15 anh em nhé. Con OB này, đỡ này, phá qua này thì nó trở thành vùng ngưỡng cầu. Là vượt nếu như ATO vượt lên test lại thì mình sẽ đánh ở cái biên 25 đến vùng 30. Còn nếu như ATO không thủng đánh về 15 thì mình sẽ hồi lên trên vùng 25 mình sẽ sọt xuống tiếp. Đây đây là kịch bản để mình có thể chơi những vùng tham mình. Thì vùng này chắc chắn là phải sọt này, vùng 32 30 32 là sọt này. Đó thì cái về con M1 em có thể thấy là chờ sau một cái nhịp rơi mạnh như vậy thì mình sẽ chờ giá nó tạo một cái vùng TR mới. Sau đó thì mình sẽ đánh nó thay đổi cấu trúc thị trường, mình sẽ đánh sideways. Sau đó phiên chiều mình sẽ đánh nhịp sóng chính. Thì ngày mai có thể ưu tiên những nhịp hồi, ưu tiên là hồi để xót xuống tiếp nha. Nó cho mình một cái nhịp mà phân phối những phân phối nhỏ đây này, rơi xuống ở đây. Những cái vùng vùng này có thể là nó tạo những vùng phân kỳ có hồi phục. Tuy nhiên là nếu như mà đánh hồi ở vùng 12 15 thì chú ý cho em là mình sẽ quản trị vốn, có nghĩa là khi giá hồi chủ động chốt lời tích điểm và khi mà nó chưa tạo ra một cấu trúc đi ngang hoặc là một cấu trúc tích lũy ở trong một kênh nào đó đúng không, thì
thì cái câu chuyện là mình phải chốt lời long ngắn là đặt lên hàng đầu, và cái mình sẽ chờ cấu trúc hai chốc thì mình mới hold được vị thế long, đúng không? Rõ ràng ví dụ ở đây câu chuyện là tôi có một con sóng giảm, tôi phải chờ một một chốc này tích lũy này, hai chốc này, đúng không? Thì lúc đó mới xác nhận cho mình cấu trúc tích lũy ở đây thì mình mới hold được long. Thì đấy là còn không có cấu trúc thì mặc dù về đánh về vùng long nhưng mà không thể hold được, đúng không nào? Đây ví dụ ở đây anh em thấy, có thể thấy ok đánh về đây đến đoạn này mới có chốc, đây tôi có thể mới hold long được lên trên vùng tiếp theo, còn không tôi phải vẫn phải chốt lời ở đây. Thì tại sao kể cả ngày hôm đó anh em mình bắt được vùng 17 18 vẫn phải chốt lời ở vùng vùng 32, tại vì đây là vùng cung, làm sao không chốt được, biết làm sao được nó lên tận trên trên vùng 38. Tuy nhiên là khi mà giá nó tạo ra một cái cấu trúc đi ngang đây và nó có SOS thì long 38 lên vùng vùng 43 tiếp. À 33 lên vùng 43 ở đây này. Tại sao lại đánh được như vậy? Thì rõ ràng câu chuyện nó phải có vùng tích lũy, đúng không? Thì mình mới hold được long. Ok, hôm nay dừng lại ở đây. À, chi tiết cập nhật ở trong Zoom Zalo nhé.